Black Panther Wakanda Forever không chỉ có một phản diện là Namor mà còn đánh dấu sự xuất hiện của một phản diện lâu đời khác trong truyện tranh, đó chính là Attuma, một chiến binh của Talokan. Theo nguồn gốc mới nhất của hắn trong bộ truyện King in Black Namor ra mắt vào năm 2021, thì Attuma xuất thân là một cư dân của bộ tộc chiến binh Skakar, một nhánh của người Atlantis vốn đã bị dân tộc này trục xuất nhiều năm về trước. Sau khi bị nô dịch và giành lại được tự do, những người dân Skakar một lần nữa lại bị người Atlantis dồn tới sinh sống ở trong những rãnh sâu dưới đại dương. Khi còn nhỏ, Attuma đã từng chơi với Namor, và khi nhóm nữ binh người Atlantis Swipe Type, thần tượng của Attuma bị ảnh hưởng bởi viên đá ma thuật The Unforgotten Stone, họ đã ra tay tàn sát những người dân của bộ tộc Attuma. Chứng kiến cái chết của cả bộ tộc trước mắt, Attuma đã giận dữ đổ lỗi cho Atlantis. Cậu khoác lên mình chiến giáp làm từ những bộ xương và chiến đấu cùng Namor lần cuối cùng trước khi rời đi, đánh dấu trước khởi đầu của những xung đột giữa Namor và Attuma sau này. Và video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!